Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương sống chung với mẹ chồng. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương từng là nhân vật gây sóng gió trong dư luận suốt một thời gian dài khi bộ phim Sống chung với mẹ chồng phát sóng. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đến bây giờ vẫn là một biểu tượng của các vai diễn mẹ chồng trong lịch sử phim ảnh Việt Nam đối với khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, tên khai sinh là Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1961. Đồng nghiệp bạn bè còn dành cho nghệ sĩ Lan Hương một cái tên gọi trìu mến khác là Hương Bông. Biệt danh này xuất phát từ mái tóc bông dài của cô và cũng để phân biệt với nghệ sĩ nhân dân Lan Hương trong phim Em bé Hà Nội. Chỉ được biết đến qua nhiều vai diễn như bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương từng học khóa diễn viên tại nhà hát kịch. Sau khi tốt nghiệp, chị hoạt động tại nhà hát lớn Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương từng tham gia trong một số bộ phim như Mùa ổi, Bến đò lăng, Gió làng kình, Vệt nắng cuối trời, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy. Chị cũng tham gia nhiều vở diễn của nhà hát kịch Việt Nam. Còn trong công việc, khi được chọn vào bất kỳ vai diễn nào, dù là chính diện hay phản diện, chị hoàn thành một cách xuất sắc. Từ khi còn nhỏ, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã rất xinh đẹp. Cô sở hữu gương mặt nữ tính, đậm chất Á Đông với đôi mắt biết nói và mái tóc bông dài. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đến với bộ môn nghệ thuật thứ 7 một cách tình cờ. Khi đó, nhà hát kịch Việt Nam tuyển sinh, một người bạn rủ cô đi cùng. Kết quả là người bạn trượt, còn nghệ sĩ nhân dân Lan Hương lại trúng tuyển, nhưng chỉ học được nửa năm thì suýt bị đuổi vì không thể hiện được bản thân. Tuy nhiên, duyên số với kịch của nữ nghệ sĩ vẫn còn, nên sau này khi tốt nghiệp, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương ở lại nhà hát kịch Việt Nam công tác. Tên tuổi của cô gắn liền với các vở Cuộc chia tay tháng 6, Người đá lạc đội hình, Nhân danh công lý, Tiếng hát cuộc đời, Trần thủ độ, Trên giải trời xanh, Đêm của bóng tối. Không chỉ đam mê với sân khấu kịch nói, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương còn được biết đến với vai trò là một diễn viên truyền hình. Thập niên 2000, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương nổi tiếng với vai diễn cô giáo Thủy trong phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật. Lối diễn chân thực và sự kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Bùi Bài Bình đã giúp nghệ sĩ nhân dân Lan Hương nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Vai diễn này đã giúp nghệ sĩ nhân dân Lan Hương giành giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất liên hoan phim tại Singapore năm 2001. Nhận được tình cảm yêu mến của khán giả, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tiếp tục dành nhiệt huyết cho phim ảnh qua các tác phẩm Bến đò lăng, Gió làng kình, Vệt nắng cuối trời, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Những công dân tập thể. Sở hữu gương mặt hiền lành đôn hậu, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thường đảm nhận những vai diễn là người mẹ hoặc một người phụ nữ thiện lương cam chịu. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với dạng vai tảo tần chịu thương chịu khó, năm 2017, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương có cú lột xác ngoạn mục khi đảm nhận vai bà Phương trong phim Sống chung với mẹ chồng. Vai diễn người mẹ chồng ghê gớm, xét nét khó tính đã giúp nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng, đồng thời giúp bộ phim đạt được thành công nhất định. Có nhiều người ví, cùng với phim Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng đã đánh dấu cho sự hồi sinh của truyền hình phía Bắc nhờ vai diễn trong phim Sống chung với mẹ chồng. Sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương được bạn trẻ biết đến nhiều hơn. Hiệu ứng bà Phương đã giúp cô có cuộc sống bận rộn hơn khi về hưu. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương xuất hiện trở lại với vai diễn bà Như Ý trong phim Những nhân viên gương mẫu. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương chia sẻ, cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn mới này. Cô đã học hỏi, vận dụng nhiều kỹ thuật, biểu diễn hơn, lấy nhiều những nhân vật kiểu mẫu ngoài đời để màn hóa thân vào nhân vật Như Ý được hoàn hảo hơn. Nhiều người nói rằng, có lẽ Lan Hương cũng ghê gớm lắm nên với vào vai bà mẹ chồng khó tính thành công đến vậy. Thế nên, khi con trai thứ hai đưa bạn gái về ra mắt, cô gái đó cũng có một sự dè chừng không nhẹ với mẹ chồng tương lai. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể, lần đầu tiên gặp mặt, con dâu đã sợ cô chết khiếp, bởi ai cũng bảo nếu làm dâu bà này thì kinh lắm. Chưa kể cô con dâu, cô cũng xem Sống chung với mẹ chồng nên không tránh khỏi sự ám ảnh từ nhân vật trong phim. Thế nhưng, từ khi về làm dâu, nó chẳng sợ tôi tí nào cả, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể. Cũng chính vì tính cách ngoài đời của nữ nghệ sĩ chẳng giống gì với phim nên các con dâu không e sợ mẹ chồng. Cô nói vui, nếu các con dâu sợ mình một tí thì cũng thích đấy, nhưng chẳng có đứa nào sợ tôi cả. Từ ngày có con dâu thứ hai, hai đứa hợp tác với nhau vui lắm, bọn nó láo cực, toàn gọi bố mẹ chồng là anh Kỷ chị Hương thôi. Chúng gọi vui vậy, chứ tôi cũng không nghĩ gì cả. Nói về mối quan hệ thoải mái với các con dâu, nghệ sĩ Lan Hương cho biết không chỉ mẹ chồng mà bản thân hai nàng dâu của gia đình cô cũng rất thân thiết, nên những người đàn ông trong nhà chẳng bao giờ bị rơi vào tình huống khó xử cả.
là mẹ chồng, nhưng nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cũng là người kết nối những người phụ nữ trong gia đình. Khi có điều gì không hài lòng, mẹ chồng nhắc nhở con dâu, còn các con dâu thì bảo ban nhau, khiến cuộc sống gia đình trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn rất nhiều. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ kết hôn cách đây tròn 40 năm, họ có hai người con trai và đã có với nhau cháu nội. Họ sinh được hai người con trai, họ được coi là cặp vợ chồng hạnh phúc và bình yên nhất trong làng nghệ sĩ Việt. Nghệ sĩ Lan Hương từng chia sẻ, chị và chồng vừa là bạn bè vừa là đồng nghiệp mà vẫn vừa là những người đang yêu nhau. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ hồi đó cùng đỗ vào lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của nhà hát kịch Việt Nam. Ba mẹ chồng nổi tiếng ghê gớm trong phim Sống chung với mẹ chồng, ngoài đời lại là một người vợ, người mẹ, người con dâu hiền hậu. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương vẫn rất tươi trẻ dù đã bước qua tuổi 60. Có lẽ chính nhờ cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc mà chị giữ được nét đẹp và sự tươi trẻ bền vững với thời gian. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ dường như luôn lùi về phía sau để nhường bước cho người bạn đời tỏa sáng cho sự nghiệp. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ chính là người yêu đầu tiên của Lan Hương. Anh chị quen nhau hơn 10 năm trước khi kết hôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.